Xin kính chào quý vị và các bạn. Kênh Quân sự Việt Nam tiếp tục xin được gửi đến quý vị và các bạn tập 11 Số phận những chiến sĩ vận tải xăng dầu trong rừng Trường Sơn của tác giả Hồ Sĩ Mậu. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đặng Văn Thế bước đến trước tấm bản đồ. Tác phong của ông lúc này cũng khoan thai. Chính tính cách ấy đã làm trùng sự căng thẳng trong những ngày ác liệt nhất của công trường 181. Ông không nói nhiều về tổn thất của các đơn vị vì số liệu này đã được cập nhật hàng ngày báo về Bộ Tư lệnh. Ông dành thời gian giải thích vì sao đến hôm nay xong mới có thể bơm vào được bàn cỏ. Hơn 8.000 ống nước trên chiều dài tuyến cộng với hàng ngàn ống tổn thất sau những trận oanh tạc của địch. Tất cả đều trên đôi vai chiến sĩ, vượt qua núi cao, suối sâu, mưa lũ để vào tuyến. Mùa mưa thiếu ăn, sốt rét, thương vong do địch đánh phá. Nhưng cán bộ chiến sĩ của công trường 181, tiểu đoàn đường ống 66, tiểu đoàn công binh 73 vác ống vẫn kiên trì bám trụ lắp bằng được tuyến đường ống đến bàn cỏ. Ông cũng giải thích rõ những khó khăn và có chút mạo hiểm khi buộc phải đưa tuyến ống lên sườn cao điểm 911. Tư lệnh đồng sĩ Nguyên lắng nghe, ghi chép một cách tỉ mỉ. Đây là cơ hội để có thể hiểu biết sâu hơn về một phương thức vận tải mới, vận tải bằng đường ống. Do đó, ông đặt những câu hỏi cho Đặng Văn Thế và Lê Trọng, cả các vấn đề về kỹ thuật cũng như chiến thuật. Ông cũng không quên hỏi về việc đảm bảo đời sống bộ đội. Vốn là người cao to, lực lưỡng, lớn lên từ quê hương nắng lửa, Quảng Bình. Nhưng những năm tháng gian khổ ở Trường Sơn đã tàn phá sức khỏe của ông. Những lúc sức khỏe giảm sút hay lúc lo lắng, xúc động, cơn đau xoang thường hành hạ ông. Có lúc đang nói, ông phải dừng lại hàng phút để lấy hơi. Ông khen ngợi sự cố gắng, dũng cảm của cán bộ chiến sĩ trên đoạn giáp ranh giữa tiền tuyến lớn và hậu phương lớn. Ông đưa ra các nhận định và giao nhiệm vụ cho các đơn vị. Ông cũng không quên chỉ thị cho các cơ quan đảm bảo của Bộ Tư lệnh phải quan tâm hơn nữa đối với khu vực đặc biệt này. Sau buổi làm việc, Tư lệnh trực tiếp ra kiểm tra thực địa. Ông vốn vẫn thế, sẵn sàng đến những nơi ác liệt nhất. Các sĩ quan đã truyền nhau câu chuyện. Tư lệnh đồng sĩ Nguyên nói thẳng với một vị trong Bộ Tư lệnh khi thấy ông này thường viện cớ thoái thác để tránh đến các trọng điểm rằng tuyến Trường Sơn này không có chỗ cho những vị chỉ huy ngại ác liệt. Nếu anh tự thấy không thể đáp ứng được, tôi sẽ báo cáo để anh trở lại hậu phương. Xung quanh kho quy 5, bom cày lẻ lói, đất bị đào xuống, quật lên không biết bao lần thành những hố, những đụn đỏ trộn với thân cây xám đen bị đốt cháy, bầm nát. Đá trên các vách núi bị bom đào lở xuống từng mảng trắng như những vết sẹo giữa rừng đại ngàn. Vậy mà kỳ lạ quá, 8 cái bể sắt chôn dưới sân lẻn đá lại không hề bị dính bom. Tư lệnh xem xét rất kỹ hệ thống van, tê, cút trong kho và trạm bơm đặt trong hàng đá. Khi ông kiểm tra kho, xăng đang ào ào chảy vào các bể chứa. Không giấu nổi sung sướng, ông thốt lên, thật tuyệt vời. Từ nay chúng ta cơ bản khắc phục được tổn thất lớn do phải dùng ô tô chuyển phi hạt stress. Đây là một bước ngoặt quyết định đảm bảo vận chuyển hàng hóa và cơ động binh khí kỹ thuật quy mô lớn. Tôi xin cảm ơn các cán bộ chiến sĩ đã lăn lộn đổ mồ hôi và máu cho tuyến đường ống. Cảm ơn Cục Xăng Dầu và đề nghị đồng chí Cục trưởng cho tôi gửi lời cảm ơn đến anh Đinh Đức Thiện, người đã có chủ trương táo bạo đưa đường ống vào vận chuyển xăng dầu trên tuyến lửa Trường Sơn ác liệt này. Đêm ấy, binh trạm 90 đã bố trí một tiểu đoàn xe chở sẵn để ăn xăng. Tư lệnh đã chứng kiến cảnh 4 vòi cấp phát chỉ trong 1 giờ rưỡi hoàn thành việc tiếp xăng cho cả tiểu đoàn xe vận tải. Đó là tốc độ cấp phát xăng chưa từng có trên tuyến vận tải Trường Sơn. Nó lại được diễn ra trong một đêm đầy ý nghĩa, 22 tháng 12, ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Quá nửa đêm, khi tư lệnh về đến sở chỉ huy tiểu đoàn 66, định ngả lưng một lát để chuẩn bị cho ngày làm việc mới, thì tiếng bom B-52 đã rền vang từng đợt rất gần. Binh trạm trưởng Quang Trung nhìn về phía những quầng sáng của những chớp lửa đang nối nhau hắt lên bầu trời. Nói, báo cáo tư lệnh, chúng nó lại đánh vào trọng điểm pha bảng. Tiếng Quang Trung vừa dứt, thì chuông điện thoại réo liên hồi. Chính trị viên tiểu đoàn Trần Đình nghe xong, Tần Ngân đặt tổ hợp xuống, báo cáo các thủ trưởng, bom đánh trúng tuyến ống. Tuyến vừa vận hành xong còn đẩy xăng nên cháy rất lớn. Không chỉ cháy một chỗ mà 3 điểm bị trúng bom đều cháy. Vậy là tuyến đã bị lộ rồi. Lê Trọng nói, báo cáo tư lệnh, khi tuyến đường ống bị lộ, địch sẽ tập trung ngăn chặn quyết liệt. Với kinh nghiệm của tôi ở tuyến hướng Tây, thì từ nay
cuộc chiến đấu của bộ đội đường ống trên đoạn tuyến này sẽ ác liệt chẳng kém gì vật lộn với chúng nó ở khu vực 050 hay suối Gia Vai Đầu. Trọng điểm Pha Băng, bom nổ gần lắm, chắc ngay trước cửa hàng. Những đợt sóng xung kích dội hơi nóng vào hang đến tức thở. Những người lính bịt tai, nằm ép vào các hốc đá nhưng người vẫn bị quăng qua, quật lại. Đồ đạc đổ hoang soảng, vẫn là B-52. Nhưng lần này tuyến vừa vận hành xong, trong ống đang đầy xăng. Rất tiếng bom, đỉnh lao ra khỏi hang. Lửa đang bốc lên rưng rực, anh đóng van chặt dòng xăng. Cả phía cửa 11 của trung đội nữ, lửa cũng đang cháy đỏ cả góc trời. Hình như có 4 tiếng súng. Có chuyện rồi, đỉnh hét lên. Miên, Đạt ở lại canh vàng, số còn lại theo tôi về cửa 11. Trung đội nữ có thương vong rồi. Hôm nay là rằm, trăng đã treo trên đỉnh đầu. Đình cùng 5 anh em trong điều đội nhảy qua những thân cây đổ, băng qua những hố bom còn khét lẹt, đạp lên những cành cây đang cháy dở. Họ chạy, vấp, lại đứng dậy chạy. Trăng ơi, đừng vào mây nhé, hãy soi sáng đường cho bọn tôi mau đến đó. Các em sao rồi? Lan ơi, em có sao không? Hãy vì anh mà đừng làm sao nhé. Ráng đi, bọn anh đến ngay bây giờ đây. Khi nhóm của Đình đến thì van cửa 11 đã được đóng lại, nhưng xăng từ ống đang chảy vào hố bom. Lửa vẫn đang rừng rực cháy, không khí nóng ràn rạt và tức thở. Đình nhào tới, Lan ơi, các em đâu rồi? Ôi, có 3 phát súng trên tuyến ống phía trước. Đình cùng anh em chạy về phía đó. Lan đang chỉ huy băng bó cho mấy em bị thương. Cái Thoan hy sinh rồi, bọn em vừa chuyển được mấy đứa bị thương về đây. Các anh giúp chúng em chuyển các em ấy đến trạm phẫu thuật. Hai cô gái nằm thiềm thiếp, băng quấn trắng người. Một cô thấy các chàng trai đến, òa khóc. Các anh ơi, em bỏng ở mặt rồi. Không biết mặt em sẽ ra sao các anh ơi. Em yên tâm, rồi sẽ khỏi, rồi em lại xinh đẹp như xưa thôi mà. Đình an ủi vậy, nhưng trong lòng nhói đau. Cái Hoa trẻ nhất trung đội, khuôn mặt trắng trẻo, xinh xắn như búp bê, lúc nào cũng nhí nhảnh. Không hiểu vết bỏng này sẽ để lại di chứng gì trên khuôn mặt em đây. Cùng lúc đó, mấy cậu ở cửa 12 cũng chạy đến. Họ chia nhau cõng hai cô gái đến trạm phẫu thuật. Đình cùng Lan và mấy cô gái chôn cất cho Thoàn. Mới chiều nay còn cùng nhau ăn mừng xăng vào bản cỏ, vậy mà bây giờ Thoàn đã mãi nằm lại đây. Mấy cô gái vừa lấp đất lên mộ, vừa khóc, Thoàn ơi, cái gương, cái lược đây. Đi sang bên đấy đừng quên soi gương chải lược như mọi ngày nhé. Mộ của Thoàn nằm trên triển dốc cạnh con đường họ vẫn đi. Những quầng lửa hắt lên trời màu đỏ ngột ngạt khiến ánh trăng rọi lên ngôi mộ trinh nữ trở nên buồn bã, xót xa. Trên đường từ mộ Thoan về lán, Đình bỗng thấy Lan khựng lại, rồi đổ vật xuống. Anh hốt hoảng, Lan ơi, em làm sao vậy? Chắc chị ấy kiệt sức rồi, một cô gái nói. 3 ngày liền sốt ly bì, vừa rồi chị ấy bị ngất vì sức ép, tỉnh dậy lại cứu chữa chị em. Đình cõng Lan vào lán, cô vẫn nằm thiêm thiếp, hơi thở yếu ớt. Cậu y tá tiêm cho Lan một ống thuốc mà cậu ấy bảo đây là thuốc tăng lực. Họ xoa dầu lên hai thái dương cô gái. Khi Lan tỉnh lại, trước mặt cô là những gương mặt đồng đội thân thương. Sao các em lại khóc? Chỉ có sao đâu. Mấy đứa bị thương thế nào rồi? Chúng nó được cứu chữa kịp thời, tạm ổn rồi chị ạ. Lan nhận ra bàn tay mình đang nằm trong bàn tay ấm áp của Đình. Cảm ơn anh nhiều lắm. Những lúc này có anh ở bên, em chẳng còn thấy lo lắng gì nữa. Những hình ảnh hiện ra trước mắt Lan lúc rõ, lúc nhạt nhòa, rồi cô lại chìm vào giấc ngủ nặng nề. Lan ơi, em đã mệt lắm rồi, hãy nằm nghỉ em nhé. Anh đang ngồi bên em đây. Đình xót xa vuốt mớ tóc rủ lên trán Lan, giờ đã khô cứng vì đất bùn đất. Mới đó mà mình đã quen nhau được 4 tháng rồi. Sau cái lần anh và Hiến mang bao gạo cho trung đội gái, cả hai chúng mình đều nhận ra không thể thiếu nhau trong cuộc đời. Mỗi ngày không được nghe tiếng em qua đường dây một lần là anh bồn chồn lo lắng, bồn chồn nhớ. Em đã từng bất chấp hiểm nguy trên tuyến đường qua trọng điểm đến thăm anh khi biết anh lên cơn sốt rét. Khi chỉ còn hai đứa mình, mặc dù giữa cơn sốt, anh vẫn cảm nhận được hạnh phúc thần tiên từ nụ hôn của em. Em nhớ cái hôm anh mang giỏ phong lan vừa tìm thấy trong rừng đến cho em không? Giỏ phong lan đẹp quá nên anh gọi điện báo cho em rồi mới lên đường. Ai ngờ hôm ấy chúng nó ném bom tọa độ lên tuyến đúng đoạn đường anh đang đi. Cũng may loạt bom nổ cách anh mấy chục mét nên anh thoát chết.
nhưng do phong lan thì bị đất đá rơi lên tơi tả. Ác liệt nguy hiểm thế mà em cứ một mình chạy trên tuyến, vừa gọi tên anh vừa khóc. Khi gặp anh, em đã quỳ xuống vì kiệt sức. Anh ôm chặt em vào lòng, quần áo em đẫm mồ hôi. Chắc em đã chạy, đã ngã nhiều lần nên cũng bê bết đất. Đôi dép cao su đã vứt đi lúc nào mà chân em bật máu. Em ôm chặt lấy cổ anh, ép người vào vòng ngực đầy đất và chờ hết khói bom của anh như sợ có ai mang anh đi mất. Trời ơi, cả đời anh sẽ không bao giờ quên được tiếng nấc của em hôm ấy. Nó bung ra từ sự dồn nén lo lắng, tủi hờn. Em khóc thương anh, giận anh, suýt nữa thì em mất anh. Những lúc như vậy, mình cảm thấy đã là máu thịt của nhau. Cứ mỗi lần nghe tiếng bom ở phía cửa 11 là lòng anh quặn thắt. Ở nơi ác liệt này, chẳng biết sống chết ra sao, mà em thì bao giờ cũng nghĩ đến bạn trước khi nghĩ đến mình. Em là chị cả của trung đội nữ này, nhưng tuổi cũng chỉ mới 21. Đêm nay em đã kiệt sức vì cứu xăng và cứu bạn. Vậy mà dưới ánh đèn dầu hắt ra từ cái hốc đào vào vách đất, trông em vẫn đẹp như một nàng tiên. Anh cảm ơn cuộc sống gian truân này đã cho anh được gặp em, được yêu em và được em yêu. Lan tỉnh dậy khi tiếng những con chim đầu tiên ríu rít hót trước hiên nhà. Đầu nặng và toàn thân đau như dần. Đỉnh gục đầu lên giường cô ngủ từ lúc nào. Bàn tay cô vẫn nằm trong tay anh. Tội nghiệp anh, suốt đêm qua vất vả. Cô kẽ xoa lên mái tóc đã khô cứng như dễ che bởi mồ hôi và đất. Định mở mắt. Sao em lại khóc? Em không thấy anh vẫn khỏe mạnh đây sao? Thôi, anh hãy về đi kẹo các bạn chờ. Mấy em ở đây sẽ chăm sóc cho em. Lan nói vậy, nhưng Đỉnh nhận ra không chỉ mình Lan, mà các cô gái khác trong trung đội cũng đang vùi vào giấc ngủ nặng nhọc sau một đêm căng thẳng và kiệt sức. Anh ra suối gánh đầy phi nước, nấu nồi cháo để các cô gái dậy ăn cho lại sức. Đỉnh rời khỏi lán trung đội nữ khi mặt trời đã nhô lên đỉnh núi. Trận B-52 đêm qua lại đào thêm những hố bom mới chồng lên các hố bom cũ, trên chiều dài hơn 4 cây số, chiều ngang từ lẻn đá nơi tiểu đội canh van của anh ở sang đến tận lèn đá phía nam sông. Là một vùng chết chóc, đâu còn nữa cánh đồng, làng bản, những rừng cây xanh lẻ xanh ngút ngát, đâu còn những đêm mắc võng bên dòng sông xe băng hiêng lấp lánh ánh trăng mà mơ mộng. Đủ các loại bom đạn đã dội xuống đây suốt ngày đêm. Những đại thụ có lẽ đã hàng trăm tuổi bị bom chặt đổ, rồi lớp bom đạn khác nối nhau băm cho chúng nát thành những mẫu nhỏ, trộn lẫn với đất đào lên từ hố bom rồi lại bị cháy, bị nung nóng bằng những lớp bom đạn khác. Cái quy trình khủng khiếp ấy chỉ mới mấy tháng này mà đã làm cho đất ở Pha Băng ngả sang màu đen xám. Không phải tiếng gầm rít của lũ máy bay phản lực bổ nhào ném vào bắn đủ thứ bom đạn xuống trọng điểm, thì tiếng vo ve của chiếc tàu cảng tuần đường như cú bỏ, để rồi lạn cối, đạn khói chỉ điểm, rồi lại dốc két, bom đủ loại. Những khi trọng điểm yên tĩnh lại là những lúc báo hiệu sự chết chóc sắp bất chợt ập xuống. Có thể là một chùm bom tỏa độ, có thể là một trận bom giải thảm của B-52. Bởi vậy mà bầu trời Pha Băng lúc nào cũng mịt mù khói bụi. Trên con đường 18, đường ngắn nhất từ hậu phương lớn miền Bắc đến tiền tuyến lớn miền Nam, Pha Băng như một ít hầu dễ dàng bóp chặt, vì đây là khúc hẹp mà đường ô tô buộc phải lách qua giữa một vùng núi đá chập trùng hiểm trở. Giữa vùng chết chóc, tưởng như không thể có một sự sống nào tồn tại ấy, những người lính công binh, cao xạ và đường ống vẫn bám trụ kiên cường. Họ ở trong các hang đá, hốc đá, họ đào hầm chữ A dày đặc trên trọng điểm để họ và cánh lái xe trú ẩn khi bom đánh. Khẩu đội pháo phòng không 100mm giấu trong một hang đá đã chọn được một vị trí có thể bắn máy bay địch, hất chúng lên cao, bảo vệ cho các đoàn xe. Thậm chí, anh từng được chia vui với mấy cậu bên cao xạ khi có thông báo từ trên xuống. Trong những viên đạn của họ bắn lên, đã có viên làm bị thương máy bay B-52. Biết bao xương máu đã đổ lên trọng điểm này, lính công binh ngã xuống khi đang khôi phục lại đường. Những chiếc xe bị thiêu cháy khi vượt qua trọng điểm. Mấy hôm trước, anh đã cùng anh em công binh mai táng cho Trần Nhãn, một anh hùng lái xe quân đội. Nhãn là một lái xe dũng cảm, dày dặn kinh nghiệm, đã đưa biết bao chuyến hàng vượt qua các trọng điểm ác liệt. Trên tuyến lửa Trường Sơn này, sự sống sót không chỉ dựa vào mưu trí và lòng dũng cảm mà còn phải có may mắn. Chuyến xe chở thuốc nổ của Nhãn vượt Pha Băng lần này đã trúng một trái bom. Không chỉ bom nổ mà cả khối thuốc nổ trên xe cũng là một trái bom.
những mảnh thi thể của Nhãn được gom lại vào mai táng trên một triền đồi. Những người lính công binh đã lấy một mảnh nhôm ống pháo sáng, trân trọng đục lỗ thành chữ "Anh hùng lái xe Trần Nhãn hy sinh ngày". Lính đường ống cũng không ít người đã hy sinh trên trọng điểm trong quá trình thi công. Đình hiểu rằng từ nay khi đã bơm xăng trong ống thì cuộc chiến đấu sẽ ác liệt lên bội phần. Hôm nay là 30 Tết, Quang Trung cùng ngồi uống ly rượu tất niên với Lê Trọng và đoàn cán bộ tổng cục trước khi họ cùng lên đường dự một cuộc họp quan trọng do Bộ Tư lệnh 559 triệu tập. Bữa tiếp khách của binh trạm trưởng khá thịnh soạn vì có đĩa thịt gà và thịt lợn tăng gia của bếp binh trạm bộ. Ở Trường Sơn, khi có điều kiện, đơn vị nào cũng cố gắng tìm đất trồng rau và nuôi gà, nuôi lợn để cải thiện đời sống. Lê Trọng rất cảm động vì sự tiếp đón của binh trạm 90. Thế mà đã một tháng kể từ ngày ông vào phái đoàn của ông vào giúp binh trạm nghiên cứu việc xây dựng tuyến từ Quy 5 vào đến đường số 9. Đi cùng ông là những kỹ sư đã dày dặn kinh nghiệm trên tuyến X-42 và tuyến hướng Tây. Kết quả vận hành xăng từ Q200 vào đến Bản Cọ làm cho Quang Trung hết sức phấn khởi. Sẽ qua đi cái thời hạn trục xe vận tải của binh trạm phải nằm im vì không có xăng. Tuyến trong kêu thiếu gạo và đạn, trong khi gạo và đạn lại cứ phải nằm chết dí trong kho. Bất kỳ lúc nào cũng có thể bị bom địch cày tung lên. Quang Trung nâng ly rượu, chúng ta uống ly này mừng cho thắng lợi của bộ đội đường ống. Lê Trọng nâng ly, sao lại chỉ lại của bộ đội đường ống? Của chúng ta chứ. Để xăng vào đến Bản Cỏ, không ít xương máu của bộ đội binh trạm 90 đã đổ lên tuyến ống. Xin chúc mừng binh trạm trưởng. Từ nay trong đội hình binh trạm có thêm một binh chủng mới. Họ cạn ly. Trên tuyến lửa Trường Sơn suốt ngày bom đạn và hy sinh, thật hiếm hoi có những phút thư giãn như thế này. Quang Trung tâm sự, tôi hỏi anh điều này nhé. Nghe nói Liên Xô chỉ viện trợ cho mình vài trăm cây số đường ống mà sao bây giờ mình có đường ống từ Vinh vào đến tận trong này. Rồi liệu có còn ống để đi tiếp vào trong không? Vì từ đây vào đó còn gian truân lắm. Anh nói rất đúng. Ngay từ tuyến hướng Tây, vấn đề này đã được đặt ra. Chủ nhiệm Đinh Đức Thiện nhìn ra vấn đề rất sớm, nên đã giao cho các viện, các trường đại học, các nhà máy cùng nghiên cứu sản xuất. Cho đến nay, Việt Nam chúng ta đã sản xuất được mọi thứ của bộ đường ống dã chiến. Hiểm một nỗi, các sản phẩm của mình vừa nặng, vừa không bảo đảm chất lượng để lắp ráp và vận hành trong điều kiện địa hình phức tạp và chiến đấu ác liệt. Rất may, sau khi thấy ta thành công ở X-42 và tuyến vào đến Na Tăng, Liên Xô đã tiếp tục gửi cho ta mấy bộ nữa. Ta gợi ý Trung Quốc giúp, bạn sẵn lòng. Nhưng trong trang bị chiến đấu của Trung Quốc chưa có loại đường ống này, nên vừa rồi họ đã cử một đoàn chuyên gia sang đến tận đèo Mô Dạ để nghiên cứu. Họ khâm phục mình lắm. Rồi họ có giúp mình không? Có chứ. Họ đề nghị ta cấp cho họ mỗi loại một chiếc trong số vật tư thiết bị của bộ đường ống dã chiến Liên Xô về làm mẫu sản xuất. Không hiểu họ có làm kịp cho mình không. Cứ như đoạn 911 và trọng điểm Phà Bằng thì ống tổn thất nhanh lắm. Tôi tin là họ sẽ làm rất nhanh. Mấy ông Trung Quốc này bắt chước giỏi lắm. Nói riêng với anh nhé, Liên Xô phản ứng khá gay gắt về việc ta đưa mẫu bộ đường ống dã chiến cho họ cho Trung Quốc. Nào, chúng ta nâng ly vì tình đoàn kết của hai người anh cả trong phe xã hội chủ nghĩa. Quang Trung nâng cao ly, mong sao họ luôn đồng lòng và vô tư trong việc giúp chúng ta đánh Mỹ. Toại kiểm tra lại lần cuối tài liệu và tư trang trước khi lên đường. Trong nhóm 18 tên, anh là người được bố trí vào cơ quan tham mưu ngay từ đầu vì khả năng tổng hợp tình hình nhanh, vé đẹp, chữ đẹp, cẩn thận khi xử lý các vấn đề. Anh chưa bao giờ phụ lòng các cấp chỉ huy. Quá trình thi công và vận hành đã cho Toại nhiều kinh nghiệm tốt. Vốn là một sinh viên giỏi, sáng dạ, dù làm tham mưu, khi cần, anh vẫn có thể đề xuất những chủ trương về công tác kỹ thuật. Lần này, Toại thắp tùng Lê Trọng vào giúp binh trạm 90 vạch tuyến từ Q5 vào đường số 9. Và sau đó, anh sẽ lên nhận nhiệm vụ ở cơ quan Bộ Tư lệnh 559. Đến công trường 181, Toại hiểu ra rằng những người bạn của anh trong nhóm 18 tên đang phải vật lộn với những cơn sốt rét rừng hành hạ, đã phải vượt qua những trận bom đủ loại, đấu trí với địch để có được tuyến vượt cao điểm 911 và trọng điểm Pha Ban. Họ đã mấy lần chôn cất đồng đội, và bản thân họ trong cuộc vật lộn gian khổ này chưa thể nói trước sống chết thế nào. Được vào tuyến lửa, Toại cảm thấy nhẹ lòng. Anh không phải tự áy náy vì mình đã không cùng các bạn có mặt nơi đầu sóng ngọn gió. Đoàn xe khởi hành lúc nhỏ mặt người. Quang Trung và Lê Trọng ngồi trên chiếc ga 69 đi đầu.
Theo sau là mấy chiếc xe vận tải chở gạo và thực phẩm vào tuyến trong. Toại cùng các sĩ quan tùy tùng ngồi trên những chiếc xe đó. Những chiếc xe vận tải này đi theo kế hoạch, nhưng kết hợp hỗ trợ chiếc xe con của binh trạm trưởng khi cần. Đêm nay là giao thừa, tiếng bom vẫn nổ đâu đó, pháo sáng vẫn thả sáng rực trên một số trọng điểm. Mặc dù vậy, không ai nói với ai, mọi người vẫn hy vọng từ giao thừa sang ngày mùng 1 Tết địch sẽ ngừng ném bom. Đoàn xe lắc lư, do dẫm đi trong đêm. Mùa khô, đường không lầy, nhưng những ổ gà, ổ trâu khiến cho những chiếc xe phủ đầy lá ngụy trang không ngớt nhảy trộm, lắc lư nghiêng ngả. Đường vốn đã treo leo, có đoạn chỉ vừa lách một thân xe, chỉ cần rung tay lái là xe có thể lăn xuống vực. Đêm tối như mực, chiếc đèn gầm chỉ soi được mấy mét trước mũi xe một thứ ánh sáng yếu ớt, đủ cho người lái xe nhìn thấy chướng ngại vật, các hố bom hay vực sâu. Những chiếc xe trên Trường Sơn đi như vậy thường chỉ dưới 10 cây số một giờ. Toại ngồi trên những bao gạo phải bám chặt vào thành xe để khỏi bị văng xuống đường mỗi khi lắc mạnh. Những chiếc xe Trường Sơn được bọc một lớp áo giáp bằng thân cây nứa đập dập để tránh được loạt bom sát thương đầu tiên. Những người ngồi trên đầu thùng xe không hề có gì che chắn quanh mình. Họ nhìn lên bầu trời và cảm thấy mình thật trống trải. Tiếng gầm rít của máy bay mang lại cảm giác cái chết có thể ập xuống bất kỳ lúc nào. Đêm nhích dần tới giao thừa là lúc đoàn xe vào đến khu vực trọng điểm pha ban. Đã không còn tiếng bom, không thấy ánh đèn rủ. Dưới ánh sao, những thân cây bị đốn gãy qua bao trận bom, giờ như những bóng đen, giờ những cánh tay gầy guộc lên trời. Trọng điểm chảy dài, bàng bạc, lạnh lẽo. Còn được ô tô hiện ra như một lối mòn ngoằn ngoèo mờ ảo trên thảm bụi dày, luồn lách qua miệng các hố bom. Không gian yên tĩnh lạ thường. Toại tự hỏi, phải chăng đã đến giờ chúng nó ngừng ném bom? Đúng lúc ấy, những chớp lửa nối nhau chạy dài trên trọng điểm. Bom nổ bốn bể, chiếc xe khựng lại. Toại lăn từ trên xe xuống một hố bom. Trong ánh chớp bom sáng rực, Toại phát hiện ra một căn hầm chữ A. Anh cố nhoài người vào trong hầm. Căn hầm như đưa võng, đất rơi rào rào. Bom B-52, hình như trung tâm giải thảm nằm phía trước đoàn xe. Vậy là năm nay đã không có chuyện Mỹ ngừng ném bom đêm giao thừa và mùng 1 Tết. Có tiếng súng báo thương vong ở phía trước. Toại chạy lên. Chiếc gà M69 đang đứng bên miệng một hố bom. Đất rơi đẩy trên nóc xe và capo. Mấy anh lính cũng vừa tới. Chúng tôi ở cửa 10 đường ống, đến để giúp các thủ trưởng. Anh lái xe và Lê Trọng đang đỡ Quang Trung ra khỏi xe. Đây là đồng chí Quang Trung, binh trạm trưởng binh trạm 90. Anh ấy có thể đã hy sinh vì bị gục trên ghế từ loạt bom đầu. Các đồng chí chuyển ngay đến nơi an toàn và kiểm tra giúp. Hiến, Miên, khẩn trương lên, tiến người lính cao to như ra lệnh. Họ cáng Quang Trung vào hang. Quang Trung vốn to béo nên khá nặng. Đường gập ghềnh vì các hố bom. Những thân cây vốn đã cháy đen nay lại bị phạt ngang lưng đổ xuống chắn lối. Trời tối nên họ đi rất khó khăn. Nơi Quang Trung bị thương chỉ cách hàng đá của tiểu đội canh van hơn 100 mét, mà phải mất nửa giờ mới tới. Đình, anh chàng cao lớn, tiểu đội trưởng hướng dẫn mọi người lách qua khe hẹp để vào hang. Họ đặt Quang Trung nằm trên chiếc sạp ngủ và kiểm tra lại. Binh trạm trưởng bị một mảnh bom xuyên vào đầu. Chắc ông đã hy sinh ngay lúc đó. Đúng là ở chiến trường, sống chết như có số vậy. Bốn người ngồi trên xe, chỉ có Quang Trung trúng bom. Mọi người khác không hề bị thương, kể cả Lê Trọng ngồi ngay phía sau ông. Lát sau, đại đội trưởng công binh xin gặp Trọng, báo cáo thủ trưởng, có vài hố bom trúng đường. Chúng tôi đã khắc phục, đề nghị thủ trưởng cho xe thoát nhanh qua trọng điểm. Lê Trọng dặn, Toại ở lại cùng anh em, chở cán bộ tiểu đoàn và binh trạm, lo mai táng cho anh Quang Trung. Mọi người khẩn trương lên đường. Mở sáng, họ đưa Quang Trung đi mai táng. Đình đã cẩn thận lấy đinh đục lỗ vào một miếng nhôm vỏ pháo sáng làm bia mộ. Trung tá Quang Trung, binh trạm trưởng, binh trạm 90, hy sinh ngày 5 tháng 2 năm 1970. Trần Đình kịp đến dự mai táng Quang Trung. Ông tẩn ngần đứng trước mộ người thủ trưởng mà ông luôn kính trọng và yêu mến. Trong ông hiện về hình ảnh binh trạm từng vượt qua bãi bom B-52 đến tiểu đoàn, thăm hỏi thương bệnh binh và bàn cách đường ống vượt qua cửa tử. Quang Trung, người chỉ huy cao nhất trên một cung đường vận tải chiến lược, người nổi tiếng là quả cảm, có mặt ở những nơi gian khổ, ác liệt nhất, hy sinh là một tổn thất lớn cho đoàn 559.
Ngôi mộ của viên trung tá nằm cùng những ngôi mộ những người lính đã ngã xuống trọng điểm Pha Bàng. Những ngôi mộ cũ có, mới có, đặt trên triệt đồi, nhìn về phía trọng điểm hoang tàn, không mấy khi ngất tiếng bom. Trần Đình đặt lên ngôi mộ một bó hoa rừng, xin anh yên nghỉ và mong anh tin rằng chúng tôi sẽ làm tròn những việc mà anh thường dặn. Người này ngã xuống sẽ có người khác tiếp theo. Tiểu đoàn 66 sẽ không bao giờ phụ lòng tin của anh lúc sinh thời. Tiếng của Trần Đình nghẹn ngào lẫn trong tiếng gió và tiếng vo ve của chiếc OV-10 đang lượn trên trọng điểm. Họ dành một phút mặc niệm người chỉ huy. Loạt đạn tiễn đưa xót xa vọng vào vách túi. Nhìn những người lính lấm lem bùn đất và khói bụi, Toại cảm thấy bây giờ anh mới thực sự nếm trải khốc liệt chiến trường. Chính trị viên Trần Đình đi bên anh buồn bã, chắc những việc xảy ra đêm qua sẽ làm anh thông cảm hơn với chúng tôi. Cả tháng trời qua, không đợt vận hành nào không bị trúng bom. Khi tuyến ống đã cháy thì chúng nó bâu lại trả sát cho tan tành mới thôi. Bao nhiêu người đã ngã xuống. Vậy mà từ cấp trên đã có lúc thông báo xuống, nhận xét lạnh lùng tiểu đoàn 66 thi công chậm chạp, vận hành ị ạch. Giờ thì Toại đã hiểu ra một điều mà người sĩ quan tham mưu ở chỉ huy sở hay ở tổng hành dinh phải luôn tâm niệm, phải hết sức thận trọng khi trình lên chỉ huy những lời nhận xét, đánh giá đơn vị. Vì đằng sau sự đánh giá đó là xương máu và hy sinh. Sự hy sinh đâu chỉ dành cho lính. Trong cuộc chiến đấu này, bất kỳ ai cũng có thể nằm lại trên đại ngàn Trường Sơn. Tất cả các kho đường ống ở Trường Sơn nếu có điều kiện đều được thiết kế theo nguyên lý tự chảy. Thiết kế như vậy sẽ đỡ được các máy bơm hút để cấp phát hoặc để đưa xăng từ bể vào trạm bơm đầu nguồn. Không có máy nổ trong kho là một yếu tố vô cùng quan trọng để giữ được bí mật, đặc biệt là từ khi không quân Mỹ dùng máy bay AC-13 không săn ô tô bằng nguyên lý hậu ngoại. Hầu như các đại đội xe chỉ vài tháng là bị xóa sổ vì máy nổ và ống xả là nơi luôn phát ra hậu ngoại. Các bể chứa xăng của kho đường ống trong rừng Trường Sơn thường được chôn dưới đất ở những hố khác nhau, cách nhau đủ xa để một quả bom lớn không thể phá được cùng một lúc các bể ở hai hố. Mỗi hố thường có 4 bể sắt 25 mét khối hoặc 10 mét, chúng được điều chỉnh cho ngay ngắn, lắp ống nối thông nhau và nối ra tuyến chính, đến nơi cấp phát hoặc máy bơm đẩy để bơm lên tuyến. Thời kỳ đầu, các bể chứa được quét sẵn lỗ và hàn sẵn đầu ống giã chiến từ hậu phương. Bộ đội đường ống chỉ việc lắp ráp. Dần dần, việc sản xuất không kịp, người ta lấy các bể sắt đang sử dụng, hút hết xăng và chuyển vào chiến trường. Khi thi công, thợ hàn của bộ đội đường ống phải dùng hàn xì oxy acetylene quét lỗ vào thành bể, hàn đầu ống giã chiến để lắp ráp. Các bể chứa đang sử dụng dù máy hút hết xăng thì trên thực tế xăng vẫn còn khoảng 100 đến 200 lít ở đáy. Nếu dùng mỏ hàn quét lỗ, gặp hơi xăng trong bể sẽ phát nổ. Không thể có cách nào hút kiệt xăng, những người thợ hàn này đành ném lửa vào đốt số xăng đó. Khi xăng trong bể bắt lửa, một cột lửa sẽ phụt lên cao chừng 30 mét và chỉ trong chưa đầy 1 phút, lửa lại tắt ngấm vì số oxy trong bể đã bị cháy hết. Muốn đốt tiếp lại phải chờ dầm phút cho không khí vào. Trên thực tế, mỗi lần ném lửa vào bể chỉ đốt được một lượng xăng không đáng kể. Qua nhiều lần làm như vậy, họ phát hiện ra rằng sau khi lửa tắt, nếu liên tục ném lửa vào thì xăng còn lại trong bể sẽ không thể cháy vì thiếu oxy. Đó là lúc có thể đưa mỏ hàn quét vào thành bể. Sáng kiến này rất mạo hiểm, nhưng trên thực tế những người thợ hàn đã làm được. Có những lỗ sau khi khoét xong mới thấy xăng mấp mé ở miệng lỗ khoét. Để có thể hàn tiếp, phải múc bớt số xăng đang đọng ở đáy bể. Thời gian múc xăng làm cho bể nguội lại. Lúc đó, nếu ném lửa vào, sẽ có hai luồng lửa khoảng 30 mét phụt qua miệng bể chứa và qua lỗ mới khoét. Đây là thời điểm nguy hiểm nhất, vì ở dưới hố, luồng lửa phụt ra từ lỗ khoét không có lối thoát, sẽ trùm kín hố bể. Bởi vậy, phải kiểm tra để chắc chắn không còn ai dưới hố bể mới bắt đầu ném lửa. Trước khi ném lửa, người ném lửa phải hô lớn, còn ai ở dưới hố nữa không? Khi chắc chắn không có người mới được ném lửa vào. Đó là một đòi hỏi rất nghiêm ngặt, quy trình tiếp theo sẽ lại như trước. Sau khi lửa tắt, lại tiếp tục ném lửa vào, không cho oxy xâm nhập để thợ hàn hàn đầu ống vào thành bể. Kho quỷ 6 được đặt trên một quả đồi cách đường số 9 chừng 1 cây số về phía bắc. Từ đây, xăng được dẫn ra một bãi cấp phát kín đáo sát đường 9, tiện cho xe ra vào kho.
quy 6 có 5 hố, mỗi hố đặt 4 bể sắt. Việc hàn đầu ống vào các bể an toàn, chui chảy ở 4 hố đầu tiên. Ở hố cuối cùng, sau khi múc bớt xăng trong bể, Ngọc xuống hố kiểm tra lỗ khoét trước khi hàn đầu ống. Anh vừa đứng dậy, định trèo lên khỏi hố thì nghe một tiếng nổ và bỗng chốc 4 bể là lửa. Ngọc không còn nhìn thấy gì ngoài tiếng giàn giặt của luồn lửa đang táp vào mặt. Anh sơ tay che mặt, chạy lao về phía bậc, lấy hết sức nhảy thoát lên, lăn hai vòng trên cỏ để dập tắt những ngọn lửa đầu tiên đã lén vào quần áo. Người làm nhiệm vụ ném lửa đã bất cần, không kiểm tra trước khi ném lửa trở lại. Mọi người xúm lại dìu Ngọc lên cabin chiếc xe vận tải, chạy vào quân y viện. Anh thấy mặt và chân tay đau rát, nhìn xuống chân, lớp da đen cháy trượt ra để lộ từng mảng đỏ hòn, toàn thân mệt rã rời. Mấy đứa trẻ theo bố mẹ vào bệnh viện nhìn thấy anh hét lên bỏ chạy. Mình khủng khiếp thế sao? Ngọc tự hỏi khi bám vào hai người bạn dìu vào phòng cấp cứu. Một vài người nhìn anh nói với nhau, bị bỏng nặng quá, tội nghiệp, cậu ấy còn quá trẻ. Ngọc sờ lên mặt, lớp da mặt đã phồng lên từng đám. Rất may anh đã thoát nhanh ra khỏi biển lửa nên những chỗ có quần áo chưa kịp bị bỏng. Bác sĩ thấy anh vẫn tỉnh táo thì tỏ ra hài lòng. May quá vết bỏng ở mặt chưa quá sâu, nhưng tay và chân thì phải băng lại. Xin bác sĩ băng riêng ngón cái và ngón trỏ tay phải để tôi còn có thể viết, Ngọc đề nghị. Viết thư về nhà phải không? Mong bác sĩ thông cảm. Tuy bị bỏng nhưng tôi còn tỉnh táo, tôi thích đọc và học nên chắc phải viết nhiều. Đúng là một thương binh có ý chí, chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho anh. Cô y tá có cái tên Thanh Tú rất cẩn thận và khéo léo băng bó cho Ngọc. Tay chân băng trắng, nhưng Ngọc vẫn có thể dở sách, học tiếng Nga, tiếng Lào và viết. Ngọc đề nghị cô cho mượn cái gương. Tú tần ngần, anh đừng soi, vì sau khi điều trị, anh lại đẹp trai thôi mà. Bạn yên tâm đi, tôi chỉ coi cho biết thôi, không bi quan đâu mà sợ. Thật tình, Tú tin anh chàng này không phải là người bi quan, vì cái cách anh ta đề nghị băng tay sao cho có thể viết được, đủ biết anh là người có nghị lực. Nhưng cô cũng thấy ái ngại nếu được anh nhìn thấy khuôn mặt hiện giờ của bản thân, vì trông cũng ghê thật. Ngọc thuyết phục mãi, cô đành mang chiếc gương nhỏ của mình đến. Đã chuẩn bị tinh thần rồi mà Ngọc vẫn kinh hoàng. Khuôn mặt của mình thế này ư? Lông mi, lông mày cháy trụi, cả khuôn mặt đen sì, phình to ra như cái sòng, những vết nứt, những bọng nước, một vài chỗ dịch đã rỉ ra. Rồi cuộc đời mình sẽ đi về đâu? Biết tâm trạng của Ngọc, Tú an ủi, vết bỏng ở mặt anh chưa sâu, trông kinh vậy thôi, nhưng không đến nỗi thành sẹo rõ đâu. Em sẽ tìm nghệ cho anh bôi vào những chỗ lên da non. Ngọc cảm ơn cô y tá, nhưng vẫn không sao xua đi được cái cảm giác buồn, trống trải. Cô ấy nói vậy thôi, mình đã nhìn thấy khuôn mặt của những người bị bỏng xăng, bỏng napalm. Chào ôi, nếu khuôn mặt mình cũng như thế. Nhưng rồi trấn tĩnh lại, anh tự hỏi, buồn và bi quan thì khuôn mặt có khá hơn không? Một khuôn mặt xấu xí nhưng lạc quan và tự tin thì vẫn đáng sống ở trên đời lắm chứ. Huống chi vẫn có thể hy vọng, vì bác sĩ nói vết bỏng ở mặt chưa sâu. Giường bên, người thương binh vẫn trùm chăn khóc. Anh nấc rung cả tấm ván nằm. Có lúc Ngọc nghe thấy trong tiếng nức là người nghẹn ngào đau đớn. Mẹ ơi, con không thể trở về giúp gì cho mẹ được nữa rồi. Con thành gánh nặng của mẹ già rồi. Mẹ ơi, Ngọc đến bên giường người thương binh, lấy bàn tay đang băng trắng xóa vỗ nhẹ lên chăn. Anh bạn ơi, anh bị thương thế nào? Một mỏm cụt cánh tay băng trắng, kéo chân ra rồi thêm một mỏm cụt nữa. Người thương binh đã cụt cả hai tay, khuôn mặt trắng bợt, hốc hác, nhưng vẫn chưa mất đi nét thanh tú. Đôi mắt anh ta mở to nhìn Ngọc, anh ta nhận ra một khuôn mặt đen sì, sưng to như cái son tiểu đội, với những bọng nước sân sùi, gớm ghiếc, chân tay cũng bằng trắng xóa. Người thương binh ngừng khóc. Chắc anh ta thấy người bạn nằm cạnh mình cũng có nỗi buồn riêng. Tôi là đặc công, hôm thực tập phá pháo trước khi vào trận. Không hiểu sao, khi áp quả bộc phá vào pháo, giật nụ xòe, quả bộc phá lại phát nổ ngay, nên ra đấu nỗi này đây. Giờ anh tính cuộc đời còn đáng sống không? Mẹ tôi già lắm rồi, nhà thì nghèo, chị đã đi lấy chồng xa. Giờ tôi trở về, chẳng những không giúp gì được cho mẹ, mà lại trở thành gánh nặng cho cụ. Đã vài lần tôi chạy ra vách đá, tính lao đầu xuống nó chết quách cho xong. Chết như vậy
Mẹ chỉ buồn một lần thôi, nhưng không phải gánh nặng hầu hạ thằng con tàn phế này. Mấy lần ấy, người ta đều kịp kéo tôi lại. Giờ thì họ canh chừng tôi khá cẩn thận. Phải cố mà sống anh ạ. Anh trông tôi đây này, cũng có ra hồn người nữa đâu. Anh sống, dù sao mẹ cũng mừng đã có con trở về, đỡ cô quạnh tuổi già. Trông anh đẹp trai thế này chắc chắn sẽ có người yêu thương tình nguyện làm dâu. Vậy có phải cụ vẫn có người đỡ đần không? Còn nếu anh tự tử, người ta liệu có báo về địa phương anh là liệt sĩ không? Lúc đó nỗi đau của mẹ lớn lắm. Xem ra những lời Ngọc lọt vào tai anh bạn phần nào. Ngọc hiểu rằng, cho dù hậu quả những vết bỏng này tệ hại đến đâu thì mình vẫn còn nguyên vẹn chân tay và đôi mắt, không thể so với sự mất mát của anh ta. Nhưng lời của Ngọc sẽ dễ vào hơn những sự động viên xuông, vì ở thời điểm này Ngọc và anh là cùng cảnh ngộ. Từ hôm đó, Ngọc và anh bạn mới tên Hoàng ấy trở nên gắn bó. Khi bắt đầu đi lại được, Ngọc thường rủ Hoàng đi dạo quanh bệnh viện, giúp anh ta đi vệ sinh, đi tắm. Bệnh viện dã chiến là nơi đầu tiên tiếp nhận thương binh. Có hôm, từ tuyến ống, người ta cắng về một người lính dẫm phải mìn lá. Anh ta không chỉ cụt một bàn chân, mà khi ngã xuống, lại chống tay vào một quả khác, khiến một bàn tay cũng bị xé tan. Những mặt thủy tinh từ hai trái mìn lá găm sâu xuống da khiến cơ thể, tay, chân và mặt anh xanh đen như bôi mực. Mấy cô gái khiêng anh vào vừa đi vừa khóc. Trời ơi, sao cứ bắt những người con trai đẹp bị chết, bị thương? Anh ơi, sao mà anh khổ thế này? Nhìn cảnh ấy, Ngọc cảm thấy nghẹn nghẹn nơi cổ họng. Và có lẽ chính những cảnh ấy khiến Hoàng hiểu ra rằng sự mất mát trong chiến tranh thật là không có giới hạn. Và mình chưa phải là giới hạn cuối cùng. Hôm rời bệnh viện ra hậu phương, Hoàng giang đôi tay cụt ôm lấy Ngọc. Thôi, ở lại mà điều trị cho khỏi nhé. Tôi sẽ về với mẹ già. Tôi sẽ cố gắng để sống. Ngọc tần ngần nhìn theo Hoàng. Chàng trai cao và mảnh dẻ, dáng đẹp lạ thường. Nếu hắn không bị cụt hai tay, chắc chắn sẽ có nhiều cô gái chết mê chết mệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.